Nguyên tắc viết kháng tự cơ bản là từ trái sang phải, từ trên xuống dưới và từ trong viết ra ngoài. Và khi viết, các bạn vừa viết vừa đọc âm Hán Việt để cho mình nhớ kỹ hơn. Ví dụ, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ. Lục, thất, bát, cửu, thập, bách, thiên, vạn.